Xin chào tất cả mọi người. Thì Lực Tăng lại tiếp tục cập nhật những thông tin về bếp Vân An. Lực Tăng hứa tất cả mọi người rồi, một ngày phải lên được 2 lít về bếp Vân An. Không có tin cũng lên gạo thét, ú ớ và làm con nước lên, để cho các bác ở trên Trung ương cũng như là pháp luật Việt Nam giải quyết nhanh chóng, đưa cái sự việc của cặp đôi cầm thú này ra để giải quyết công khai, lấy lại công bằng cho bếp Vân An nha mọi người. Thì ngày hôm nay Lực Tăng sẽ cho mọi người biết một cái thông tin cực kỳ chấn động, cực kỳ xót xa, cực kỳ đau lòng, và cho mọi người biết rằng cái tội ác của thằng cha Thái nó nhiều đến mức độ như thế nào. Khi trong tình tiết trong camera mới được hé lộ ra, Lực Tăng vừa mới nhìn thấy trong camera, thì nó đánh bé Vân An như thế nào. Chúng ta trong suốt thời gian vừa rồi thì chúng ta cứ nghĩ rằng mình con Trang là có những cái hành động ghê rợn lên người của bé Vân An, nhưng thằng Thái cũng không vừa nha mọi người. Những cái tình tiết mà chúng ta nhìn thấy trong camera khi mà con dì ghẻ Quỳnh Trang này tấn công vào bé Vân An thì chúng ta đã đau xót và rơi hết nước mắt rồi, đúng không ạ? Nó là một người ngoài, nó là một con đẩy, nó đi cướp chồng người khác. Thì thực sự ra bé Vân An là không máu mủ ruột rà gì, đúng không ạ? Nó đánh không thương tiếc là cái chuyện gọi như là nói đến là cầm thú rồi, nhưng cái chuyện đó thì không lạ. Nhưng chuyện lạ ở đây tại vì sao thằng Thái lại đánh bé Vân An ghê rợn đến như vậy. Tình tiết trong camera thằng Thái còn đánh cũng không kém gì con Trang nha mọi người. Nói chung là cái bàn tay của thằng Thái mà được tàng nghĩ mà một cái bàn tay của nó to bằng còn hơn cái mặt của bé Vân An nữa, mà nó bả thì nói tất cả mọi người chứ còn cái gì để mà nói nữa. Rồi mọi người thấy cái tướng hộ pháp của thằng Thái không ạ? Như Từ Hải không ạ? Ấy vai 10 thước cao đó, rộng 9 tấc đó, nói chung như ngày xưa là cái loại mà trâu hút mã đó, không là nó to béo cỡ đó mà bé Vân An như thế nào, mà lại chính là con ruột của nó, mà nó nở lòng nào mà nó lại hành động đến mức độ như vậy. Những tình tiết mà chúng ta nghe là thằng Thái ngồi gác chân lên bàn rung đùi để coi con dì ghẻ đánh bé Vân An thì là cái chuyện bình thường rồi, nhưng ở đây có rất là nhiều tình tiết mà người ta hé lộ nhưng người ta không nói. Đó là cái tình tiết mà thằng Thái là cái thằng gọi như là tấn công bé Vân An và đánh như thế nào. Thì đúng thực sự nếu mà mọi người xem được cái tình tiết mà nó đánh nữa thì không biết là còn nước mắt ở đâu để mà rơi nữa đây, ông cô dì chú bác còn nước mắt để mà rơi nữa hay không. Nói thực sự tất cả mọi người đau xót vô cùng, nhìn thấy cám cảnh là mọi người không, nó tấn công bằng chân, bằng tay, bằng gối, bằng cù chỏ, nó xách béo lên như thể là một con búp bê, như thể là một bao cát để nó tấn công, thì mọi người nghĩ rằng nó có còn là con người nữa hay không mọi người. Đau xót vô cùng đó mọi người, càng nghĩ đến thì càng phẫn nộ. Mà hiện tại bây giờ thì nó đang nhẫn như pháp luật thì chưa xử lý, không biết rằng là ông pháp với lại bà luật hiện tại bây giờ là sẽ xử lý đến đâu rồi, không ông điều với lại bà tra là đi đến đâu rồi. Mà đến thời điểm hiện tại bây giờ nó vẫn đang ở trong trại giam và không có lấy một cái tin tức gì về cái quá trình điều tra cũng như là xử lý và liên quan đến cái vụ án này. Rồi cái tội danh của cái thằng Thái này với cái mức độ mang rợ ghê rợn như vậy mà không biết là đã chuyển lên cái tội danh giết người hay chưa, thì đúng thực sự là chúng ta cảm thấy rất là nóng lòng và chờ đợi. Nhưng mà biết làm sao được, ông pháp với bà luật là cái cơ quan gọi như là chính đứng đầu để xử lý sự việc, ông đưa ra cái công bằng và cái đường kim cả chỉ để xử lý sự việc, đúng mọi người. Rồi cái ông điều cái bà tra đó là chuyên đi tìm những cái thông tin chính xác, căn cứ xác thực để xử lý, chắc đến thời điểm hiện tại bây giờ vẫn chưa tìm ra, cho nên là vẫn chưa thể xử lý cái vụ án này. Trong cái bộ luật hình sự thì nó rất là rắc rối và phức tạp, cho nên là Lực Tăng không thể nào Lực Tăng có thể biết được rằng khi nào mà họ sẽ giải quyết. Nhưng đến thời điểm hiện tại bây giờ là chúng ta nóng lòng lắm rồi đó, lâu quá rồi, 4 tháng ròng rã chúng ta chờ đợi thông tin, 4 tháng ròng rã chúng ta chờ đợi cái ngày trả giá của tụi nó. Và cuối cùng rằng đến thời điểm hiện tại bây giờ là mo vẫn hoàn mo, không vẫn hoàn không, quay lại vị trí như ban đầu, chỉ là những cái thông tin tụi nó gây ra tội ác, gây ra tội lỗi thì mới biết được cái nguyên nhân của bé như vậy thôi. Rồi còn cái quá trình mà đạp vào vùng kín của bé, rồi chúng ta cũng phân tích rất là nhiều, thì cái bên các cái luật sư, đặc biệt là luật sư Ngọc Nữ ở Hội Bảo vệ trẻ em ở thành phố Hồ Chí Minh, là luật sư Ngọc Nữ rất là cứng rắn và mạnh dạn. Tại vì là liên quan đến vấn nạn bạo hành là luật sư Ngọc Nữ là người cầm đầu chủ chốt nha mọi người. Những cái vấn đề mà liên quan đến cái vụ án về trẻ em bạo hành gia đình hay bạo lực hay hấp dẫn này nọ là luật sư Ngọc Nữ là người đứng ra để cất tiếng nói cao nhất. Và hiện tại bây giờ luật sư đang hỗ trợ pháp lý cho gia đình nhà bé Vân An, thì liệu chừng cái sự việc đến đâu rồi. Biết rằng là rất là nhiều công việc đến với các luật sư, không phải riêng gì vụ việc của bé Vân An, nhưng rất mong các luật sư là hãy đánh mạnh vào cái câu chuyện của bé Vân An đi. Đó là án điểm, đó là trọng điểm. Mà tại sao đến hiện tại bây giờ là tất cả mọi người chờ đợi thông tin không thấy cái gì? Cô dì chú bác toàn là những người cao tuổi, không biết rằng là có sống để mà nghe được cái cặp đôi cầm thú khi trả giá hay không.
Nếu như mà lỡ không may mà cứ thức đêm thức hôm rồi ăn uống thiếu thốn rồi đau buồn khóc hết nước mắt, cảm thấy xót xa và càng có sự phẫn nộ trong người nữa thì sức khỏe làm sao mà có thể trụ nổi, đúng không mọi người? May mà nhờ có mật ong và lực tàn để tổng bổ, chứ không có là có khi là không thể nào mà trụ nổi trong cái cuộc chiến với kẻ xấu kẻ ác mà nó tấn công lên một người đứa bé 8 tuổi như vậy, đúng không mọi người? Thì nhớ mọi người mua mật ong tiếp tục nha, để ủng hộ lực tàn và tiếp tục săn thông tin. Biết là rất là khó khăn, biết là rất là khổ cực, nhưng mà mọi người cứ phải tổng bổ sức khỏe cơ thể của mình trước. Không, mật ong của lực tàng toàn là chất lượng hảo hạng không, mật ong bạc hà, mật ong cà phê và mật ong nhãn, ông tinh bột nghệ, rồi bột nghệ dạng vin, tấm mật ong, rồi cũng như là mật ong rừng. Nói chung là cô dì chú bác cứ muốn mua, có nhu cầu thì điền cái số điện thoại trên màn hình để chúng ta tẩm bổ cơ thể, đúng không ạ? Uống giống như uống nước trà đó, để chúng ta nhâm nhi và chúng ta nghe tin tức, ơi và đặc biệt là tin tức của bé Vân An, đúng không ạ? Trong câu chuyện này là cô dì chú bác ủng hộ mua mật ong của lực tàng, là mong muốn lực tàng đi đến cuối cùng cái câu chuyện này. Ấy, mặc dù tin tức rất ít nhưng mọi người nên biết rằng là lực tàng cố gắng và đẹp tin của lực tàng như mạng nhện và rất là giỏi để săn thông tin. Thì cái thông tin ngày hôm nay á, là trong cái camera đó là thằng Thái nó đã hành động như thế nào cho người bé thì chắc lực tàng không dám kể cho mọi người đâu. Mọi người cứ biết rằng là nó ngang ngửa với con Quỳnh Trang chứ không phải là vừa, không? Và cái thời gian mà để thằng Thái tấn công vào bé Vân An nó là cũng rất là nhiều, chứ không phải là một ngày đó đâu nha mọi người. Cho nên á, là thằng này đến cái ngày mà bé Vân An là cái ngày định mệnh đó, ngày 22 tháng 12 đó, là cái thằng này cố ý nó cố giấu đi, nó xóa hết những cái chứng cứ trong camera đi, là trong đó có tội trạng của nó nha mọi người. Nhưng mà cơ quan chức năng người ta khôi phục, nói tất cả mọi người chứ những người mà khôi phục camera nhìn vào những cái hình ảnh mà thằng Thái nó thực hiện lên người con ruột của nó, đúng là chắc là phải đeo kính đen kính dâm vô để xem, chứ còn không thì không thể nào mà xem bằng mắt thường được. Nó quá đau xót và nó quá tột cùng ấy, không thể nào tưởng tượng nổi luôn nha mọi người. Đây được, còn rất là nhiều cái tình tiết mà nói tất cả mọi người chứ người ta không dám xem hết, coi chỉ cần một chút xíu thôi là thôi không thể coi nổi. Không thể ngờ rằng mà trên xã hội hiện tại bây giờ một thời đại quả như là tiên tiến như vậy, mà trong một cái thành phố Hồ Chí Minh đất chật người đông với lại một cái kỹ thuật tiên tiến như vậy, rồi được học hành tới nơi tới chốn như vậy, du học nước ngoài, du học Úc, ít đồ đủ thứ, mà lại có một cái suy nghĩ biến thái và bệnh hoạn đến như vậy thì còn gì để mà nói nữa. Vì mưu thù cá nhân, vì được môn đăng hộ đối, vì một cái lờ, vì cái môn lề, vì một cái thằng Thái dúi mà nói với tất cả mọi người đã xảy ra một cái vụ trọng án nghiêm trọng như vậy. Đến thời điểm hiện tại bây giờ thì vẫn chưa đâu vào đâu, không, mèo vẫn hoàn mèo như vậy thì làm sao mà chúng ta có thể yên tâm được, đúng không ạ? Thì trong một cái buổi họp trực tuyến vừa rồi đây là liên quan đến vấn đề bạo hành trẻ em cũng như là bạo hành gia đình, thì luật sư Ngọc Nữ đã có những cái kiến nghị, và đặc biệt là luật sư đã rất là bức xúc chửi luôn nha mọi người, nói thẳng luôn, nói mạnh luôn là pháp luật Việt Nam là phải cố gắng là có được những cái khắc phục chế tài mạnh hơn nữa khi vấn nạn bạo hành và vấn nạn gọi như là hấp dẫn này kia đó liên quan đến những đứa trẻ và những người phụ nữ trong gia đình, thì phải có những cái cực cứng rắn hơn, xử lý nghiêm minh hơn để làm gương, chứ không thì cứ để như thế này thì nó sẽ xảy ra rất là nhiều cái câu chuyện mà đáng tiếc đau lòng. Và luật sư Ngọc Nữ thì là một người luật sư thôi, họ có quyền là kiến nghị, họ có quyền đề nghị bên phía cơ quan công an, họ sẽ giải quyết theo đúng cái tiến trình, đúng quy định của pháp luật nha mọi người. Đấy, cho nên là chúng ta chờ đợi là những vị luật sư bây giờ là chỉ có những vị luật sư họ mới có thể là gọi như nắm bắt thông tin ở bên phía cơ quan công an thôi. Đấy, và họ có thể đưa ra những cái phương án để đưa cái cặp đôi cầm thú kia về gọi như là nơi địa ngục một cách nhanh nhất thôi, đúng không ạ? Chúng ta ủng hộ hết lòng các luật sư thôi, nhưng mà luật sư đến hiện tại bây giờ cũng chưa thể làm được cái gì, thì huống hồ gì chúng ta là người dân thường, đúng không ạ? Lực tàng chỉ là một người cung cấp thông tin và cập nhật cho mọi người thôi. Đấy, và chúng ta phẫn nộ như nhau thôi, chúng ta cũng lên tiếng nói kéo dài kéo dài, và ngày nào cũng rên cũng rỉ cũng la cũng hét cũng ú cũng ớ cũng xịt cũng sọt, mà cuối cùng rằng là chúng ta cứ phải chờ đợi như thế này. Đúng, thực sự là mọi người nên nhớ câu ông bà xưa người ta nói gọi như là cái gì mà cái câu nói mà chờ đợi nhau đó mọi người, chờ đợi còn bực hơn là này kia đó. Đó thì đúng là không sai một tí nào. Không, càng chờ thì chúng ta lại càng não lòng, càng chờ thì chúng ta lại càng xót xa và cảm thấy là oan ức cho bé Vân An chưa được giải, đúng không ạ? Thì không biết liệu chừng được ra đi thanh thản hay không, hay là vẫn phải gọi như là chịu cái đau khổ ở trên cái cõi vĩnh hằng nữa, đúng không ạ? Thì biết rằng là bé Vân An đi là thanh thản rồi đó, nhưng mà cái sự việc là cái cặp đôi mà chính thằng cha ruột với cái con gì ghẻ, cái con gọi như là người tình khát máu máu lạnh đó, nó đã làm như vậy rồi thì không thể nào chúng ta cầm được nước mắt, chúng ta tưởng tượng nổi nha mọi người. Đấy. Mong thì lúc nào cũng mong mỏi, người ta nói rồi, đi song song với từ mong là từ mỏi,
mong xong rồi mỏi hết cả người, mỏi hết cả đầu óc, mỏi hết cả trí nhớ, mỏi hết cả gọi như là tất cả mọi thứ trong cơ thể, nhưng mà cuối cùng vẫn chưa thấy đâu vào đâu. Thì thời gian nó có quy định, không thể nào mà chúng ta chuyển đổi được. Nói thực sự tất cả mọi người, tội hành rành nó rồi, đem ra đùng đi cho nó nhanh, đúng không mọi người? Không còn gì nữa mà ấy, thì không biết được là xử lý như thế nào. Nói thực cả mọi người, mình phải thượng tôn pháp luật, nói thẳng là một câu như vậy, không thể nào mà nói này nói kia được. Thì có rất là nhiều người đã đọc cái bài báo ngày nay của luật sư Ngọc Nữ gọi điện nói được nào, không biết là vụ việc như thế nào mà thấy luật sư là căng thẳng như thế này, liệu chừng vụ án nó sẽ đi về đâu. Nhưng luật nào vẫn đặt cái niềm tin vào pháp luật nha mọi người, không thể nào mà chúng ta gọi như là nói pháp luật không xử lý mà nghiêm minh được. Không, kể cả bên đó là binh hùng tướng mạnh, thế lực của nó như thế nào thì chúng ta cũng phải cố gắng chờ đợi thôi ạ. Và chúng ta sẽ cố gắng lên án, không? Pháp luật Việt Nam sẽ không bao giờ có cái chuyện mình tin tưởng rằng pháp luật Việt Nam sẽ không bao giờ có cái chuyện gọi như là để cho cái trót lọt tội phạm đâu. Không, tội lỗi tày trời tày đình, tôi nói như vậy rồi, đúng không ạ? May là trong thời gian vừa rồi á, chúng ta bức xúc như vậy nhưng mà vẫn có những cái thông tin là tụi nó bị hành xác, tụi nó bị tấn công, tụi nó bị xử lý ở trong trại, thì cái đó cũng là một cái động lực để chúng ta vui vẻ hơn một tí, đúng không ạ? Chỉ có nguồn điệp viên trinh sát từ tàng cập nhật thì mọi người mới nắm bắt được thôi. Cho nên là mọi người cố gắng theo dõi và ủng hộ được tàng, like share và đăng ký kênh cũng như ủng hộ mua mật ong giúp được tàng nha. Bây giờ thông tin nó chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Ngày hôm nay được tàng quay được cái là clip đúng thực sự không thể nào tưởng tượng nổi luôn nha mọi người. Một chút xíu thôi nhưng mà sợ, cảm thấy cảm giác như thế nào luôn á. Đến người lớn như chúng ta mà nhìn thấy cái tướng hộ pháp của nó mà nó cứ đè vô người của bé Văn An đến nó tán như vậy thì còn cái gì để mà nói nữa. Một đứa con nít làm sao có thể chịu được nói. Nói thật với tất cả mọi người, bé Văn An là một cái đứa bé gọi như là nó kiên cường, nó dũng cảm lắm và nó mạnh mẽ lắm, không? Nó cũng có cái nhu cầu sống cao lắm đó. Cho nên là nó mới có thể là chịu được suốt một năm trời đó. Chứ còn không á, với một cái tình trạng như người khác á, kể cả nó đánh như vậy đến người lớn người ta cũng không chịu nổi. Ví dụ như một cụ bà chẳng hạn, nó tán như vậy không thể nào chịu được trong một thời gian một năm trời đâu mọi người ạ. À, ở đây là một đứa nhỏ nữa, nó còn không biết nói được với ai, đau xót tột cùng, suy nghĩ túng quẫn, nhớ đến mẹ, nhớ đến em, nhớ đến gia đình. Nói chung là để mà nó chịu rất là nhiều cái để mà chúng ta đau xót cho mọi người. Nhưng mà bây giờ biết làm sao được, bé cũng đã mất rồi, chúng ta không muốn nhắc về bé, cái nỗi đau của bé nhiều để cho bé còn ra đi thanh thản. Nhưng chúng ta phải nhắc để cho cái cặp đôi cầm thú kia nó phải xử lý, nhắc để cho pháp luật biết, ông pháp bà luật biết, ông cơ, ông quan, rồi ông điều bà ra, là giải quyết một cách thực sự nhanh chóng để đưa ra trấn an dư luận, không? Bây giờ bạo hành rất nhiều, không? Vừa rồi đây lại tiếp tục có những cái vụ việc phải như là tấn công về trẻ em rất là nhiều đó, không? Rồi hấp diêm này kia, mọi người thấy sợ không ạ? Nói chung là không thể nào tưởng tượng nổi. Và đang nhức nhối nhất là cái nạn mà tự tử của những đứa trẻ nữa. Ở trong gia đình mình có vấn nạn gì khá là gọi như là hy sinh, bỏ luôn cả mạng để ra đi làm nỗi đau cào xé trong cha, trong tâm của người cha người mẹ, người đã cưu mang nuôi dưỡng mình. Đó là những cái tình tiết về những cái đứa trẻ hiện tại bây giờ. Không biết là xã hội sẽ đi về đâu khi pháp mà xử lý không nhanh chóng mà không nghiêm minh để răn đe, thì chắc chắn là sự việc sẽ tiếp tục tiếp diễn ở một phần nhiều vụ án khác nữa nha mọi người. Thì hy vọng là trong thời gian sắp tới là thằng Thái Dúi này là sẽ phải được chuyển lên tội danh giết người, tội đồng phạm với con Trang và có thể là nặng tội hơn con Trang. Nếu như mà cơ quan công an xem được những cái đoạn clip đó thì rõ ràng rằng là tội thằng Thái phải nặng hơn. Thằng Thái mà chỉ cần lên tiếng là cấm con Trang đụng một người Vân An thì con Trang ca nó sống dậy cũng không thể nào đụng một người Vân An được nha mọi người, đúng không ạ? Ở đây là đồng phạm, ở đây là tiếp tay giúp sức và cũng là cái thú vui, cái điều tiêu khiển cho tụi nó bệnh hoạn biến thái, đánh người như thế là gọi như là búp bê bao cát, mà lại chính là ruột và dòng máu ruột rà của mình. Rồi lại còn bệnh hoạn hơn nữa là những người là thân cận ruột rà là bên gia đình nhà nội cũng gọi như là tiếp tay bao che, rồi không quan tâm đến cháu chắc của mình. Đúng thực sự là cái loại cầm thú còn hơn, đúng mọi người. Tớ định để làm gì, để làm gì cho lâu, để làm gì cho chặt đất, để làm gì cho tốn cơm nhà nước. Đó là cái lời ý kiến của khán giả mà lục tàng cũng nghĩ như vậy đó, không? Nhanh càng tốt, đã tốn cơm tốn gạo, đúng không mọi người? Đó thì ngày hôm nay lục tàng cung cấp thông tin cho mọi người như vậy thôi. Đó là ngày nào cũng lên clip thì mọi người cố gắng là có clip hay clip dở, có tin đúng tin sai thì cô dì chú bác cũng cố gắng là thông cảm cho lục tàng. Thì bây giờ đẹp viên cung cấp như thế nào thì cung cấp lên cho mọi người như vậy thôi. Thành cuối chương trình rất mong tất cả cô dì chú bác tiếp tục gọi điện số trên màn hình ủng hộ mua mật ong giúp lục tàng. Trong thời gian vừa rồi là bán hàng yếu quá rồi mọi người ơi, không có kinh phí để mai mốt tiếp tục đi săn những cái thằng gọi điện, có mấy thằng nữa rồi nhưng mà để lục tàng đi săn, không sợ tôi nói mọi người, thằng nào đụng một cái câu chuyện này bảo vệ cái xấu cái ác, xử không tha, được chưa? Rồi cảm ơn cô dì chú bác đã theo dõi clip ạ. Xin chào, hẹn gặp lại.